Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại một số nơi sẽ đạt ngưỡng 35 độ, khu vực phía Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Sau đó, từ khoảng đêm ngày thứ 5 cho tới ngày thứ 3 tuần sau, một đợt mưa rào và mưa dông có thể tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Nhiệt độ vì thế cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Còn với các khu vực tỉnh thành Trung Bộ, trong những ngày tới, thời tiết ngày sẽ có nắng nhiều, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ, một số nơi từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của dải mây dông phía Nam, nên chiều và tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung nhiều tại các khu vực phía Nam. Trong mưa dông, cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét và gió giật mạnh. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động có xu hướng gia tăng về cường độ, nên trong những ngày tới mưa rào, mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời điểm mưa to sẽ tập trung vào các buổi chiều và tối. Trong mưa dông, nguy cơ cao sẽ đi kèm với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần đề phòng với các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ, còn với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 34 độ. Trên biển, hiện nay siêu bão Mawa đang nằm trên vùng biển phía đông của đảo Luzon, Philippines. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, siêu bão này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc đi lên khu vực phía đông bắc của đảo Luzon, Philippines. Tuy nhiên, sau đó cơn bão này sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng bắc và sẽ không đi vào khu vực biển đông của nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của siêu bão nên các khu vực vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc giật cấp 8, cấp 9. Đồng thời, siêu bão cũng sẽ làm cho gió mùa Tây Nam ở khu vực phía nam của Biển Đông mạnh lên, sẽ gây mưa rào và mưa dông cho toàn khu vực vùng biển này. Tiếp theo là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn, trời oi nóng, mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái vào buổi sáng. Cục bộ một số nơi như Lai Châu, Lào Cai, phía bắc của Yên Bái có thể mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện về chiều tối tại Điện Biên, Sơn La. Cục bộ một số nơi có mưa vừa và mưa to, mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Phú Thọ và khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Đến tối và đêm nay, Bắc Bộ thời tiết không mưa, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện rải rác về đêm và rạng sáng ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây Bắc, bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và khu vực phía Bắc của Yên Bái. Cục bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, khu vực phía Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Ngày mai ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, cục bộ một số nơi phía Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận không mưa, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết tạnh giáo và không mưa, ban ngày trời nắng nóng sẽ tiếp tục được duy trì trên hầu khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cho tới ngày thứ năm. Tuy nhiên, về đêm và rạng sáng, mưa rào và mưa dông rải rác tại khu vực phía Tây Bắc và khu vực Trung Du, vùng núi như là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Sau đó, từ tối và đêm ngày thứ năm trở đi, một đợt mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to trên diện rộng tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Trong đó, mưa to sẽ tập trung chính tại các khu vực Trung Du và các khu vực vùng núi. Dự báo, đợt mưa này có thể kéo dài cho tới ngày thứ ba tuần sau. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra về đêm và rạng sáng.
Về nền nhiệt độ, từ ngày mai trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34 đến 37 độ, khu vực phía Tây Bắc có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ khoảng ngày thứ 6 trở đi, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ 1 đến 2 độ. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm nay, trời ít mây, mưa nhỏ rải rác về đêm tại một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ban ngày, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác một vài nơi tại vùng núi phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đến tối và đêm mai không mưa, trời ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo trời tạnh ráo, không mưa, ban ngày trời nắng nóng sẽ còn tiếp tục được duy trì cho tới cuối tuần. Đồng thời, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 40 độ. Sau đó, từ ngày Chủ nhật, một đợt mưa nhỏ, mưa rào và mưa dông rải rác tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Thời gian mưa chủ yếu vào buổi chiều tối và có thể kéo dài cho tới thứ ba tuần sau. Khu vực từ Đà Nẵng trở đến Bình Thuận hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Đến chiều và tối mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to tại các nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó mưa to sẽ tập trung chủ yếu ở các khu vực phía Tây. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Tây, mưa sẽ giảm dần về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn, từ 33 đến 36 độ. Đến chiều và tối mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cục bộ một số nơi như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời cũng cần phải đề phòng với khả năng ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đến tối và đêm mai trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tập trung chủ yếu tại các khu vực vùng núi phía Tây. Cục bộ một số nơi như Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào và mưa dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào, mưa dông và rải rác có nơi mưa vừa, mưa to vẫn diễn ra vào chiều tối tại các khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Trong đó mưa to sẽ tập trung chính tại các khu vực phía Nam như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Từ khoảng ngày thứ Năm trở đi, mưa vừa, mưa to sẽ xuất hiện tại các nơi như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Dự báo đợt mưa này có thể còn kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Đến chiều và tối mưa dông phát triển nhanh và sẽ gây mưa rào và dông cho hầu khắp các tỉnh thành như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Trong đó mưa to sẽ xuất hiện nhiều tại các tỉnh như Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to, nguy cơ cao sẽ đi kèm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời cũng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực của Kon Tum về chiều tối cũng sẽ có mưa nhỏ rải rác một vài nơi. Đến tối và đêm nay trời nhiều mây, mưa rào và mưa dông rải rác tại các khu vực của Gia Lai, Đắk Lắk và phía nam của Kon Tum. Cục bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác cũng sẽ diễn ra tại hai khu vực của Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và rải rác có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Các khu vực như Đà Lạt nhiệt độ sẽ ở mức thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Ngày mai khu vực của Tây Nguyên trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Đến chiều tối mưa rào và mưa dông rải rác tại một số nơi như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai. Cục bộ tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh.
Đến tối và đêm mai, khu vực của Tây Nguyên trời nhiều mây, mưa rào rải rác tại một số nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ một số nơi như Gia Lai, Đắk Lắk vẫn có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh, nên những cơn mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to vẫn có thể diễn ra tại khu vực Tây Nguyên trong nhiều ngày sắp tới. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực của Tây Nguyên từ 28 đến 32 độ và sẽ duy trì trong những ngày tiếp theo. Khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, ngay từ buổi sáng, mưa rào với lượng mưa và mưa to xuất hiện rải rác tại miền Tây Nam Bộ và một số nơi ở miền Đông Nam Bộ, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh và một số khu vực ven biển của Kiên Giang, Cà Mau. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại các khu vực như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Cục bộ một số khu vực ven biển của Bà Rịa Vũng Tàu có mưa vừa, mưa to, đến chiều và tối mưa sẽ có xu hướng gia tăng. Tại miền Đông Nam Bộ có nhiều điểm có mưa vừa, mưa to như là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Đồng thời trong mưa dông, người dân cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rào và mưa dông rải rác về chiều tối tại hầu khắp các tỉnh thành của miền Tây Nam Bộ, các khu vực ven biển có mưa vừa, mưa to. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực của Nam Bộ phổ biến trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Cục bộ một số nơi như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và rải rác có nơi có dông về đêm và rạng sáng. Mưa rào và mưa dông rải rác tại các khu vực Long An, An Giang, Kiên Giang và khu vực ven biển của Cà Mau, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Ngày mai, toàn khu vực của miền Đông Nam Bộ trời có nắng, còn với các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ thì ngay từ sáng sớm đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to như Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác tại các nơi như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Đến chiều tối, mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang. Các khu vực còn lại của miền Tây Nam Bộ trong chiều và tối ngày mai sẽ có mưa nhỏ và mưa rào rải rác một vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực của Nam Bộ trời nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại một số tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, nhất là tại Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Các khu vực còn lại có mưa nhỏ, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh nên những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to rải rác vẫn diễn ra tại miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối, riêng một số nơi ở miền Tây Nam Bộ thì có mưa vào buổi sáng. Dự báo đợt mưa này sẽ còn có thể kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.